Đâu, xin chào anh em. Bữa nay mình vô hướng dẫn cho anh em cái cách anh em co chân lên, gọi là rút giò, giò rút gì đó, chân co gì đó của cái bánh xe mà con xe tải mình á, kéo mình á. Thì thường xe mình nó có bốn chân hoặc ba chân, nhưng mà thường nó phải kèm thêm một giò nữa ha. Ở đây là con này là con ba chân một giò. Cái giò đây là cái giò rút xuống này nè, chân co rút giò gì đó. Bánh xe tải mình không có rành, mình chỉ hiểu năm nay thôi ha. Ở đây nó có cái tính năng đó. Thì xe tải này thì anh em mua thêm những cái chân cho nó thì nó mới có cái rút cho nên nghe, những cái chiếc nào nó có rút giò thì rút giò được nha, không có thì cũng không rút được nha. Hiện tại mình mua thêm một cái giò nữa để cho nó rút cho nó dễ nè. Đấy, em cũng vậy nè, em nhìn thấy dưới không nè, cái phần dưới nè đó, nó hỏng nó mặt đất đúng không. Thì khi anh em chạy thì lúc nào anh em chở hàng thì nó sẽ nặng, tải xe nó nặng đúng không, thì nó phải hạ giò xuống để cho nó chịu lực phụ ha. Còn khi nào mà anh em không có kéo hàng gì đó thì anh em có thể để nó lên cao vậy nè, để cho nó không có tải ha. Đấy, tính năng này cũng rất là hay trong cái game này anh em ha. Còn mấy tính năng kia là chỉ có hạ gầm, nâng gầm thôi ha, nâng trục động cơ ha, chứ nó cũng nâng trục gì đó gì bên nó khác hai đó. Đấy, rồi mình đang sử dụng là con Volvo anh em nha. Đấy, bây giờ trước mắt mình sẽ vô mình sẽ nâng cái co cái giò lên ha, và rút giò lên đó, rút giò hai giò xuống đó, co chân gì đó. Rồi bây giờ mình hướng dẫn cho anh nha, bây giờ mình nhìn đi dễ dễ anh em đang mình kéo hơn gần một xíu ha. Rồi anh em mới lít vô cái ba chấm này nè, lít vô ba chấm này nè. Đấy, anh thấy cái nút này không đó, mình lít vô đó nè, nó xả hơi ra anh không, nó đè cái bấm xuống thấy không. Đó, anh thấy không, chịu chưa. Rồi anh em chờ xíu cho nó bơm hơi đủ rồi thì nó mới đi, xả ra mấy cái giò rút lên nha ha. Nè, xả ra nè, đó nè, nó rút lên không, đó rút lên nè, đó tuyệt vời không, đó rất tuyệt vời đúng không anh em ha. Đấy, anh thấy không. Giờ anh em vô đổ xe nha, đổ xe mua mấy chân có giò đó nha thì anh mới hạ được ha. Nè, làm rồi hạ xuống nè. Ha, hay không? Ha, hay không? Rồi, lên nữa nè. Cái này đang chậm tí xíu nha, nó nổi lên đủ hơi nên nó mới có thể làm được nữa em ha. Chứ không phải là có liền lại nha. Nè, nó sẽ biến mất, hay không? Tí xíu qua lại nè. Nhìn nè. Đó, hay không? Nó nổi lên rồi đó ha. Rồi. Này hạ xuống đó, để mình kéo những cái hàng siêu tặng đó, những cái hàng nặng đó nha. Đấy, còn bình thường thì mình không cần thiết mình nâng lên đó, mình sẽ nâng lên. Đây là con Volvo này, mình độ chắc cũng hết luôn rồi, nói chung mình độ nhiều đó nè, xe này độ như là full nè. Đấy, ở đây thì anh em biết có nút này thì nút đèn ha, anh bật lên ban đêm thì nó sẽ sáng lên cái pin nha, nó tắt. Còn bên đây như dưới đây đó, hai cái nút này là cân bằng trục hay gì đó, rồi với lại cái này là gài cầu sao không biết nữa, cái này sức mạnh động cơ gì mình kích hoạt nè, mình chưa xài thì cũng chưa biết, hôm nào mình xài nữa thì chia sẻ nè. Nghe thấy đẹp không? Đó. Tuyệt vời anh em ha. Hôm nay em muốn chỉnh nhiều cái hướng camera, góc camera thì anh em mình sẽ vô cái phần cài đặt này nè, bật lên phần game play hả nè. Anh em chỉnh nhiều cái chế độ camera ha, anh em muốn thích chỉnh chế độ nào thì mình thích chỉnh chế độ đó nha, còn thích thì bỏ hết, chỉ lấy hai chế độ một camera thôi ha, để mình lái cho nó dễ nha. Đó. Rồi, mình khởi động máy lên, mình bấm chia vô cái thùng hàng đó. Mình sẽ chọn một cái thùng hàng là mình chở đi coi. Ngày chín
8 2000. Rồi mình lấy thùng 2000 đi nha, cho lẹ thôi nha. Nó nút chớp ha. Anh em bấm Z. Rồi, anh em chờ xíu nha. Chờ xíu. Rồi, nó xong rồi anh em ơi. Rồi ở đây anh em muốn quỷ thùng hàng thì anh em nhấn vào đây nha. Muốn quỷ cái kiện hàng thùng hàng mình chở thì anh em nhấn vào đây. Anh em chọn Z thì sẽ cancel cái thùng hàng mình ha. Đây, rồi. Đây, thùng hàng có cái mặt này nè. Nghe thấy con xe mình xịn. Hiện tại mình là động cơ đó, và nó mắc đầu cơ rồi nha. Thùng hàng để đúng không? Khó. Nè, ở đây cái chỗ nằm ngủ này, thấy không? Đấy, xa nè. Đó, có chỗ rửa xe, chỗ nằm ngủ với bảo trì xe bên đây ha. Em qua cái đường có nha. Trong cái đường xa ha. Mình chưa có mua gara này má, tối nay mình sẽ vô mình mua xe với mua bỏ tiền là mua vàng ha. À, để mình mua xe nha, với mục tiêu gara.
zoom lên đoạn thẳng mình chỉnh camera, chỉnh camera cho anh em xem nhé. Game này thực tế anh em ha, nó chuẩn bị update một cái bản đó nha. Này chuẩn bị đón xem một cái bản update nữa. Cái bản update đó thì anh em biết rồi, nó sẽ có những cái mới của nó. Hình như là nhiều thêm cái map nữa đó, map đường đất anh em. Map nhà gỗ, nhà xưởng gì đó. Rồi nó sẽ sửa một số lỗi nữa ha. Rồi, mua trailer nè, này có thể mua trailer rồi đó. Dần dần, nói chung là có những cái hay để cho mình chờ thêm ha. Thì hiện tại mình chơi cái là mình mua anh em ha, mua bằng tiền ha, mua xe bằng tiền không có hack ha. Vậy đó biết nữa rồi, hack cũng như không anh em ơi, mất công rồi bỏ rồi cả mất tạp mất thời gian. Mưa nè, trời đang mưa á. Thì mình vô đây mình chỉnh cái hệ thống camera cho anh em nha, mình chạy qua cái cua này một chút xíu nha. Wow, mặt trời đẹp quá anh em ơi, mặt trời buổi chiều nó chiếu đẹp quá, hoàng hôn đẹp quá. Điều chỉnh nè, phần setting, phần cam lay mình sẽ bật những cái trailer nha, bật hết này rồi, đấy, rồi, rồi mình chỉnh này nè ha, giờ còn ra chỉnh. Có những anh em cũng biết rồi nha ha, nhìn em chưa biết nha. Đây, có camera ha. Đấy, vô trong đây và ra ngoài xe đấy, nào thực tế đây còn nuôi đây. Đây là góc camera thần thánh, gọi là camera thần thánh gì đó. Xưa mình đi đồ đó anh em, chơi đồ bết đồ nữa, còn góc camera thế này đẹp. Thôi em dừng lại anh em ơi, mưa quá rồi, dừng lại. Rồi, hôm nay mình hướng dẫn cho anh em sơ sơ thôi ha. Mình dùng tắt cái camera đi đó. Setting, game play, tắt hết đi, trả hai chế độ thôi. Đấy. Đấy, mình hướng dẫn cho anh em thôi ha. Anh em nào thích thì
like hộ cho mình nhé. Cái này hay anh em ơi. Rồi, anh em sẽ chờ cái bản update tiếp theo nha. Tôi khuyến khích anh em lên nuôi, lên chơi đi, đừng hấp nhiều quá ha, hấp chưa. Rồi, các bạn xin chào anh em nha.